Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Wilson. Sắp tới thì ở Hà Nội có một cái giải đấu du kích khá là to. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm video về cái giải đấu này để cho các bạn biết xem là nó cái giải đấu nào nhé. Ok, thì đây chúng ta sẽ vào cái Google này và chúng ta sẽ tìm World Cue Association nhé. Đó, rồi và các bạn vào cái trang đầu tiên này, worldcueassociation.org này. Đấy, tiếp theo này. Thì các bạn có tài khoản thì các bạn có thể đăng nhập vào đây. Còn nếu mà các bạn không có tài khoản thì các bạn có thể tạo tài khoản mới. Các bạn có thể đăng ký. Đấy, thì bây giờ mình chỉ giới thiệu về cái giải đấu này cho các bạn xem thôi nhá. Ok. Thì các bạn ấn vào giải đấu này, không ấn tất cả này. Đến khu vực này. Thì các bạn kéo xuống. Các bạn chọn khu vực Việt Nam, ok chưa? Rồi. Thì đây các bạn nhìn thấy không, chúng ta sắp tới chúng ta sẽ có một giải đấu vào ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2023. Đấy, ở cái thời điểm hiện tại mình làm video thì nó là ngày mùng 10 tháng 2 đó, thì nó chỉ còn khoảng 15 ngày nữa thôi là diễn ra cái giải đấu rồi, còn 2 tuần nữa đây này, 26 này, 2 tuần nữa thôi. Đấy, thì các bạn ấn vào đây nhá, Hà Nội Super Brain Geo 2023 đó. Thì ở trong này có những cái gì? Hôm nay mình sẽ chỉ nói về những cái thông tin của cái giải đấu này thôi nhá, và những cái lưu ý nhỏ nhỏ đấy. Còn hôm nay mình sẽ không hướng dẫn các bạn đăng ký ở đây, còn những bạn mà biết đăng ký rồi thì thôi. Thì đây chúng ta sẽ có này, đầu tiên này, đây là tên của giải đấu này, Hà Nội Super Brain Geo 2023 này. Chỗ này là chỗ phần thông tin này, chỗ tab đăng ký và tab thí sinh. Thì tí mình sẽ cho các bạn xem hai cái tab này sau. Đầu tiên là cái bảng thông tin chung này trước đấy. Chỗ này chúng ta có bảng thông tin chung này, các lịch, các nội dung này, lịch trình này, thí sinh đăng ký lần đầu này, nộp lệ phí, địa điểm thi đấu, tài trợ giải đấu, liên hệ và tư liệu hình ảnh. Đó. Thì đầu tiên là cái mục thông tin chung này nhá. Đây các bạn có thể nhìn này. Thời gian này, ngày 25 26 tháng 2. Tháng 2 này. Năm 2023. Đó. Địa điểm là ở thành phố Hà Nội, Việt Nam, cụ thể là trường Newton Grammar School. Địa chỉ ở số 136 Hồ Tùng Mậu. Đó. Thì đây, đây là liên lạc này. Các bạn có thể liên hệ qua georubic@gmail.com nếu mà bạn có thắc mắc gì. Và cái giải đấu lần này đặc biệt là có một anh delegate người nước ngoài. Đấy. Cái anh tên là Leo Ji Jun, không biết là mình có đọc đúng hay không nữa. Rồi, và một anh Toàn này và anh Trịnh Nguyên Anh. Đó. Thì lần này chúng ta sẽ có 3 delegate nhá, và giải đấu lần này khá là to. Đấy. Rồi, tiếp tục này. Thì xuống phần bên dưới này. Rồi, cho các bạn xem cái phần bên phải này trước đi. Cái phần bên phải này nhá. Đó. Cái phần bên phải này thì chúng ta sẽ có thông tin các cái nội dung thi đấu. Thì ở đây nếu mà các bạn không biết thì các bạn có thể di con chuột vào đây, nó sẽ lên tên tất cả những cái này cho các bạn. Thì chúng ta sẽ có 3 x 3, 2 x 2, 4, 5, 6, 7 bitmap này, giải tối ưu này, một tay club này, Megamin, Pyramid, Skill và Square One. Đó, chúng ta có khá là nhiều nội dung đúng không? Thì như là 14 thì phải. Đúng rồi, 14 nội dung thi. Và ở đây chúng ta có cái main event là 3x3. Và giải đấu này giới hạn 300 thí sinh. Rồi, tiếp tục này. Cái phần này thì chắc các bạn cũng không cần đọc kỹ nhiều đâu. Đây, người ta mở cái đơn đăng ký này từ ngày 12 tháng 1 năm 2023. Có nghĩa là mở cách đây được gần 1 tháng rồi. Hôm nay mình quay là mùng 10, quay video, mình làm video giới thiệu cho các bạn là hôm mùng 10 tháng 2 rồi. Đơn đăng ký được mở từ tháng 1 cơ, 12 tháng 1 cơ, và sẽ đóng vào lúc 23 tháng 2. Đó, các bạn nhìn nhá, các bạn lưu ý nhá, nếu các bạn nào đăng ký sau cái này là không được đâu, là các bạn sẽ phải đến trực tiếp để các bạn đăng ký đấy. Còn nếu mà các bạn đăng ký trực tiếp thì có thể, nếu mà giới hạn thí sinh quá 300 thì có thể các bạn sẽ không được thi đấy, nên là có thể đấy nhá. Rồi, tiếp tục này, cái quan trọng hơn này, đây là lệ phí đăng ký này. Một nội dung đầu tiên là 100.000, từ hai nội dung trở lên là 300.000, à xin lỗi, 30.000 cho một nội dung. Tiếp theo là phí cho 5 nội dung là 200.000, cho 10 nội dung là 300.000 và cho 14 nội dung tất cả là 350.000. Đó. Thì các bạn có thể chuyển khoản vào cái số tài khoản ở đây. Rồi, ok. Rồi, nếu mà các bạn có thắc mắc gì ấy thì có thể liên hệ qua cái mail này, georubic@gmail.com. Rồi. Bên dưới này nó có cái chữ, các cái thông tin bằng tiếng Anh thôi. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái tab các cái nội dung thi đấu nhá. Đấy. Thì nội dung ở đây mình cũng vừa đọc cho các bạn rồi. Thì các bạn có thể xem ở đây này,
xem là ví dụ một nội dung này nó có bao nhiêu vòng thi, ví dụ như 3x3 nhé, thì chúng ta sẽ có 3 vòng thi, các bạn nhìn thấy không? Đây, vòng thi gộp thứ nhất này, vòng 2 và vòng chung kết. Đó. Thì đây, mình sẽ nói về cái phần 3x3 trước này, xếp hạng. Ví dụ có 300 thí sinh thi chẳng hạn, được chưa? Thì xếp hạng 60 sẽ được vào vòng tiếp theo. Ví dụ 300 thí sinh này sẽ chọn ra 3 sẽ chọn ra 60 thí sinh để vào vòng tiếp theo. Tiếp theo thì sẽ chọn ra 12 thí sinh tiếp để được vào vòng tiếp theo. Đấy, và chung kết thì nó sẽ chỉ còn 12 thí sinh thôi. Các cái vòng khác tương tự, ví dụ như là 2x2 vòng thi gộp thì nó sẽ chỉ có một vòng thôi. Rồi. Và 3x3 một tay thì chúng ta sẽ có 2 vòng. Đây, 3x3 một tay thì chúng ta sẽ có 2 vòng nhá. Còn lại tất cả những cái khác thì chỉ có một vòng. Còn 3x3 thì chúng ta sẽ có 3 vòng. Rồi. Lịch trình thi đấu này thì các bạn có thể xem ở đây. Được chưa? Đây là cái thời gian và lịch trình thi đấu. Đó. Rồi, tiếp tục này, và thí sinh đăng ký lần đầu thì các bạn phải đăng ký tài khoản. Còn những bạn mà đăng ký lần đầu tham gia thì các bạn có thể mang, các bạn không đăng ký trên web này thì các bạn có thể mang chứng minh thư hoặc bằng lái xe. Đấy. Để các bạn đăng ký thi trực tiếp ở khu vực check-in. Rồi, tiếp tục là đến cái tab nộp lệ phí, thì nộp lệ phí các bạn mình vừa đọc cho các bạn rồi ạ, lệ phí như thế nào rồi ạ, và các bạn có thể chuyển khoản vào đây. Đó. Tiếp tục này, địa điểm thi đấu này thì của chúng ta là 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đó, ở trường liên cấp Newton này. Ok, rồi. Và đến cái phần tài trợ giải đấu. Thì giải đấu này được thực hiện và tài trợ với Zero Rubik. Đó. Mọi thông tin thì các bạn, mọi thông tin thắc mắc ấy, thì các bạn có thể liên hệ qua đây. Chỗ này có rất là thông tin rồi. Đó. Đây, liên hệ contact. Hoặc là cái tab liên hệ này các bạn cũng có thể vào đây. Đấy. Được chưa ạ? Và tư liệu hình ảnh thì đây. Đây là những cái hình ảnh của những cái giải đấu trước. Đây là giải Hồ Chí Minh Open 2022 cũng do Zio tài trợ. Đó. Mà mạng nhà mình nó hơi lag tí, nó chưa load được cái hình ảnh này. Hôm nay trời mưa nó hơi lag. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần đăng ký này nhá. Tiếp tục này, đến cái tab đăng ký này. Thì trong tab đăng ký này thì nó sẽ có một vài cái yêu cầu. Thì cũng chỉ là nộp lệ phí và cái thời gian đăng ký thôi, chứ nó cũng không có gì cả. Rồi đến phần thí sinh này. Đấy. Thì các bạn có thể xem là mình, nếu mà các bạn đăng ký ấy, thì tên của các bạn đã được cập nhật vào trong này chưa. Đó. Thì đây, có khá là nhiều, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Thì đây, chúng ta sẽ có 49 thí sinh mới này, 89 thí sinh cũ này. Tổng là đến hiện tại là 138 người đăng ký. 8 quốc gia, đó. Thì ở đây có khá là nhiều. Đây mình nghĩ là giải to nhất từ trước đến nay rồi, và nhiều quốc gia đăng ký nhất từ trước đến nay, bởi vì trước giờ chỉ có khoảng 2-3 quốc gia đăng ký là cùng, nhưng mà đợt này này Trung Quốc này, Việt Nam thì không nói gì đúng không? Chúng ta có cả Hồng Kông này, chúng ta có cả Hàn Quốc này, có cả Malaysia này, có cả Singapore này, có cả Hoa Kỳ này. Mình vừa nhìn cả Singapore ở đây, Pháp này, đó. Rất nhiều. Đó. Thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin về cái giải đấu Hà Nội Super Brain Geo 2023 này. Đấy. Thì các bạn có thắc mắc gì hoặc là có ý kiến gì thì các bạn cứ comment ở dưới. Mình giải đáp được thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Hoặc là các bạn thắc mắc về cái giải đấu này thì các bạn có thể liên hệ với ban tổ chức. Đấy. Thì có phần contact cho các bạn có thể bấm vào để xem. Ok. Thì nếu mà bạn nào mà chưa biết đăng ký thì ở video sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký giải đấu này. Hoặc là những bạn mới. Chưa bao giờ đăng ký á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok. Rồi, và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên lại cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chào các bạn.